Thưa quý vị, nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động vận tải đường bộ, đầu tư xây dựng cơ bản, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phát huy những kết quả đạt được, ngành giao thông vận tải Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nghị quyết Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải lần thứ 15 đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải thành phố, đến nay khối lượng vận chuyển hàng hóa của toàn ngành tăng 3,07%, khối lượng vận chuyển hành khách tăng 0,07%. Nhìn chung về cơ bản trong nửa đầu nhiệm kỳ, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu về lượng vận tải đường bộ. Riêng năm 2021 và năm 2022, do tác động của COVID-19 nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, nhất là khối lượng vận chuyển và luân chuyển hành khách giảm mạnh, nên các tiêu chí này chưa đạt so với nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Sở Giao thông Vận tải cùng với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Trong giữa nửa nhiệm kỳ đầu 2020-2025 thì Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải đã đạt được một số cái thành tựu nổi bật, cụ thể như là đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong cái đại dịch Covid, đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất của người dân. Cái thứ hai nữa là tổ chức cái giao thông an toàn thông suốt cho cái người dân và du khách. Cái thứ ba là đôn đốc và hoàn thành các cái công trình trọng điểm và khởi công các cái công trình trọng điểm đúng tiến độ theo quy định. Cái thứ tư là đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính đã đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Cái thứ năm là trong đối với các cái công trình mà do thiên tai gây ra thì Đảng ủy sở cũng đã chủ động đưa ra các cái biện pháp để mà khắc phục kịp thời, đáp ứng nhu cầu cho người dân đi lại một cách thông suốt, an toàn. Để phấn đấu đạt khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 6% một năm, khối lượng vận chuyển hành khách tăng 8% một năm và số người chết do tai nạn giao thông trung bình hàng năm giảm từ 5% trở lên, số lượng hành khách sử dụng phương tiện xe buýt tham gia giao thông tăng bình quân từ 5 đến 7% một năm, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành giao thông vận tải đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Trên cơ sở những cái thành tích, kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu, thì Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ quyết tâm nỗ lực khắc phục các khó khăn, đồng tâm hiệp lực đoàn kết trên toàn đảng bộ, để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và đảng ủy khối các cơ quan đã đề ra, đặc biệt là tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, đảm bảo thuận lợi nhất cho việc vận chuyển hành khách hàng hóa của người dân, và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, hiện đại,